Gỏi cá đục được biết đến là món ăn đặc sản độc đáo ở vùng ven biển Lộc Hà, Hà Tĩnh. Phần thịt cá đục chắc, thơm và ngọt, kết hợp cùng các nguyên liệu đi kèm tươi ngon phong phú đã tạo nên món ăn trứ danh, thử một lần không thể nào quên. Đầu bếp Kevin Nhanh và diễn viên Mạnh Phương sẽ cùng chúng ta tìm hiểu về món gỏi cá đục trong tập tiếp theo của Hành Trình Hương Vị, phát sóng vào lúc 19:40 Chủ nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.